Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Ú. Và tiếp tục hôm nay em Hương lại lên sóng cho quý anh chị mình một ngôi nhà nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng tầm khoảng là 6m, xe hơi xe tải mình di chuyển đến nơi. Ở đây là đường mình sẽ chạy ra là sẽ đụng ngay là con đường 835 ngay chỗ ngã ba Mỹ Lộc luôn ha. Nhà mình thì thuộc là ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc. Quý anh chị có đi xem á thì cứ chạy đến ngã ba Mỹ Lộc hoặc là ngay chỗ trường học Lộc Tiền liên hệ cho Hương, Hương sẽ ra đón quý anh chị. Nằm trong một cái khu dân cư thì ở cũng rất là đông rồi anh chị. Đó, ở trong thì còn rất là nhiều nhà thông vào phía trong luôn. Nhà này thì là nhà cấp 4 với một cái diện tích của nó là ngang 5m1, dày vào thì tới tận là 22m. Và phía sau của mình sẽ nở hậu cho quý anh chị mình là 6m3. Và tổng diện tích của mình á, là lên đến là 122m2 anh chị ha, full thổ cư luôn. Và sẽ bao hoàn công đầy đủ hết cho quý anh chị mẫu nhà cấp 4. Rồi bây giờ thì Hương sẽ nói sơ lượt vào bên trong ngôi nhà và vào trong ngôi nhà tham quan cùng Hương luôn nha. Hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc. Bước vào trong sẽ là cái lớp cửa đầu tiên, sẽ là cái lớp cửa bằng sắt, bốn cánh, sơn chỉnh điện, chắc trắng dày dặn. Quý anh chị có xe hơi á, thì đậu xe hơi chạy vào tới bên trong đây luôn. Còn không có xe hơi thì mình mua, mình để dành, sau này mình có xe hơi thì mình đậu anh chị ha. Sân thì rộng rãi, thoáng vô cùng. Bên đơn vị Hương cũng làm hàng rào, khung, đồ bao bọc lại hết luôn. Nhà thì mình xây là bên trong sẽ là 5m anh chị ha. Mình sẽ chường một cái lối đi ở phía hông. Mình sẽ đổ về phía dưới, mình chừa cái đường đi. Ôi, nhà phía trên đây mình xây 4m thôi, mình sẽ chừa một cái đường hông, mình chạy xuống dưới luôn. Nó xây theo một kiểu dòng chữ L á anh chị. Nên đâm ra mình mở cửa sổ rất là nhiều nha. Mẫu nhà này là mẫu nhà mới, hoàn toàn 100%. Bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện xong là Hương đã đến cập nhật quay để gửi đến cho quý anh chị rồi. Ở đây thì sẽ còn trồng một dàn tiểu cảnh cho mình nữa. Vì vài hôm nữa thì sẽ trồng, tại vì đang vừa xong là Hương đã đến quay rồi. Nên chưa có kịp vào bông hoa cho quý anh chị mình ở khu vực này ha. Rồi, mình tiến vào trong thì sẽ là một cái khu vực không gian phòng khách. Cái lớp cửa thứ hai cũng sẽ là lớp cửa nhôm sim pha và kính cường lực. Nhà thì sổ hồng riêng nên điện nước cũng sẽ vào chính thức và đầy đủ hết cho quý anh chị mình luôn. Giá tổng của nó thì đúng 1 tỷ 9, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ luôn anh chị ha. Ở đây là khu vực không gian khách nè, thì tường gạch thì vẫn ốp lát cho mình tầm khoảng 1m5 rồi. Trần thì sẽ là trần thạch cao và hệ thống đèn trang trí full hết cái nhà cho quý anh chị. Xuống vào đây thì sẽ cho mình là 2 phòng ngủ nha, có cửa sổ đó nè. Phòng nào ở cái đường đi bên đây á thì ngay cái phòng đều có cửa sổ hết, rất là mát. Nhà mình á thì mình xây theo cái kiểu là mình chưa có lối đi bên hông nên lúc nào cũng sẽ mở cửa sổ được. Rồi, ở đây là cái phòng đầu tiên. Gia đình mà có thành viên tầm khoảng là từ 2 đến 4 đến 6 người thì gỡ rộng rãi rồi anh chị. Vì nó có chiều dài, dài của nó tới tận 22 lần. Tổng diện tích là 122m2 anh chị ha. Đó, cửa sổ nè, thoáng mát vô cùng luôn. Rồi, qua đây là cái phòng thứ hai. Phòng cũng rộng rãi nè, tường gạch ốp lát, trần thì cao và những giá chỉ viền đồ, hệ thống bóng đèn, đồ dây chờ, đồ xả hết cho quý anh chị. Cửa phòng sẽ là cửa nhôm. Và qua đây thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp nè. Tủ bếp thì mình sẽ lắp đặt bên đây nha. Có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ. Đối diện bên đây thì Hương thấy là mình sẽ về sắm một cái bộ ghế bàn ăn ở đây nữa ha. Mình có thể ăn uống ở đây. Và có một cái cửa hậu cho nó đi lên trên đây. Ở đây mà mình trồng cây kiểng đổ ở đây là quá sướng rồi. Với lại gia đình mình mà có con em nhỏ á, mình cho nó chạy giỡn vui đùa là thoải mái, rộng rãi, diện tích quá sướng luôn anh chị. Thích ghê luôn á. Nhanh tay liên hệ cho Hương để mình là người đầu tiên về sở hữu nha. Đúng 1 tỷ 9 còn thương lượng luôn, bao hoàn công đầy đủ. Có cái sân sau nữa, sân sau thì mình có thể phô đồ, phô đạc ở ngoài đây. Đó. Đây là cái khu vực không gian sân sau nè. Ở đây thì mình để một cái chiếc máy giặt ở đây. Quý anh chị có thể làm cái khung bao bọc lại. Rồi ở đây thì nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi thôi. Như là bồn cầu, rồi sen, rồi xịt, rồi ba lô bô. Cái đây thì tầng kính sẽ tặng cho quý anh chị mình cái kiến cơ mặt ở trong tặng sau ha. Quý anh chị xem đây rồi, nhớ đăng ký kênh cho Hương để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà. Vì quý anh chị đăng ký kênh thì mỗi ngày em Hương ra một cái video, quý anh chị mình là người đầu tiên sẽ là người đón nhận luôn, để mình có thể về đây mình xem luôn ha anh chị. Và quý anh chị xem đây rồi, nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày. Một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của anh chị cũng động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn. Và bên Hương luôn cam kết với quý anh chị mình là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí,
không xạo không ảo, không làm tránh mất thời gian ha. Một ngôi nhà cấp 4 có thể là một cái mảnh sân vườn vô cùng rộng rãi thoáng mát, xe hơi thì có đậu vào đây luôn, sát có đường lớn luôn anh chị. Từ đây ra đường 835 thì chỉ có 100-200 mét thôi đó, dân cư thì ở cũng rất là đông rồi. Kế bên mình là công ty xí nghiệp xưởng đó, về đây đi làm cũng rất là thuận tiện nha. Quý anh chị cần thêm thông tin thì cứ ngắt máy liên hệ chị Hương. Hương xin trao đổi lại nhà với diện tích là ngang 5m1, dài vào thì tới tận là 22, phía sau của mình sẽ nở hậu là 6m3, được ở ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, Cần Ruột, Long An, nằm sát trên trục đường của đường 835. Giá tổng của nó thì chỉ có là 1.9 tỷ, bao hàng công, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ xem nhà đi đến ngã ba Mỹ Lộc hoặc là trường học Lộc Tiền liên hệ cho Ú ra đón nhé. Giờ thì em xin chào, cũng chúc quý anh chị mau tìm được căn nhà ưng ý.